Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Recentoy. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang top support đó. Rồi các bạn lướt trang các bạn, bằng 7 âm 72. Rồi 18 trừ 57, dấu âm 57 còn 39 nữa đó mới đúng không, tin nhanh quá cũng lộn. Rồi đúng rồi, nhưng giờ đầu tiên các bạn cho anh kênh group nữa các bạn. Rồi bạn mới đắp lên, các bạn cho anh tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi bạn mới đắp lên tiếp tục bạn follow Twitter và retweet. Xin Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn like nè, sau chúng bấm chúng Telegram luôn nè. Quá rồi bạn tôi quyết đi các bạn. Rồi bạn mới đắp lên các bạn, tiếp tục thì các bạn follow minimum nè các bạn, sao được cái. Rồi các bạn chạy xíu nữa các bạn, trên minimum thì các bạn follow nè các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống bao nhiêu tay luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn, tiếp tục thì các bạn follow Twitter và retweet cái nữa nè. Rồi trên ngôi group này thì khỏi bàn, đủ uy tín nè các bạn, like nè các bạn, các bạn chấp nhận Twitter với username đi các bạn, cộng Airdrop nè. Rồi bạn Twitter lên nè, sau đó các bạn bắt đắp lên, các bạn xôn tiếp tên seller nữa nè, mình đã xôn rồi. Rồi bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email bạn vào nè, dòng thứ hai các bạn điền username Twitter của các bạn nè, thì bạn mở Twitter của các bạn ra, các bạn điền là username Twitter của các bạn nha bạn. Tiếp tục submit link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nữa các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn nhấp vào nó 3 cái quả trang đen nè các bạn. Lâu quá. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau đó các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi tiếp tục hỏi câu son tại tao quyết không bấm Z nè các bạn. Rồi hỏi câu son bấm Z luôn các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ VPNB Smartchain Bet20 trên YouTube Club cho các bạn nè. Sao chép địa chỉ với gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi sau đó bấm balance để check số cầm kiếm được rồi. Ok mình đã nhận được 10 token RZX. Rồi các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm token nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.